Vâng, kính chào các bạn. Hôm nay chúng ta có mặt ở đây ngay trước của phủ Thủ tướng Đức, bà Angela Merkel. Hiện nay bà đang làm nhiệm kỳ tiếp theo, và như chúng ta đã biết, cái thời gian vừa qua đã xảy ra rất là nhiều những cái vấn đề mà trong nước đã đưa tin, và đặc biệt là báo chí trong và ngoài nước có những điều mà không đưa tin ở trong nước thì báo chí nước ngoài đã đưa tin. Đó là việc mà vào cái vụ năm 2017, khi ông Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc sang Đức để dự hội nghị G20, thì khi đó trang thời báo.de cũng đã đưa tin rất chi tiết. Chúng tôi đã đưa tin ngay từ trước khi ông Nguyễn Xuân Phúc đặt chân tới nước Đức. Đó là việc tờ thời báo.de có đăng tin và nói rằng là một cái bài báo, trong bài báo đó nói rằng là vì sao Thủ tướng Đức Angela Merkel không tiếp Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc. Bởi vì chúng tôi căn cứ theo những cái thông tin mà chúng tôi nhận được, cũng như là những cái lịch của bà Thủ tướng Đức Angela Merkel. Đây là phủ Thủ tướng Đức Angela Merkel tại Berlin, và chúng ta đang đứng ngay trước phủ Thủ tướng Đức. Các bạn hãy xem lá cờ của Đức và cờ châu Âu cùng bay trên cái phía trước của cái phủ tướng này. Và bài báo của chúng tôi nói rất rất rõ về lý do tại sao bà Thủ tướng Đức Angela Merkel không tiếp ông Nguyễn Xuân Phúc, và trong đấy có rất nhiều vấn đề, nhưng phía Việt Nam đã đưa ra những cái bình luận, những cái thông tin mà trái ngược với cả những thông tin và cái thực tế diễn ra sau đó. Tờ Thời báo đã đăng căn cứ trên cái lịch làm việc của bà Thủ tướng Đức Angela Merkel ở đây, bởi vì thủ tướng của một đất nước dân chủ và tự do như bà Merkel thì bà ta luôn đưa ra những cái thông tin báo trước cho mọi người biết rằng giờ nào, ngày nào bà ta tiếp ai, và sau đó đều có thông cáo báo chí cũng như có những hình ảnh và có những cái nội dung kèm theo để bất cứ ai cũng có thể vào tự xem, tự kiểm tra, và báo chí có thể lấy ra để đăng. Đấy là cái việc mà phía Đức và những cái nước văn minh họ vẫn làm là một chuyện hết sức bình thường. Thế nhưng tại Việt Nam thì điều đó là không có, bởi vì các bạn cũng không thể tìm được lịch tiếp khách của ông, chi tiết của ông Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, ông ta sẽ tiếp khách, tiếp ai trong thời gian tới một cách chi tiết ở trên mạng. Và cũng như vậy đối với ông Chủ tịch nước Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thì các bạn cũng không tìm được những cái thông tin như vậy. Thì điều đó đã gây cái sự, chính vì thông tin đăng tải kèm theo cái lịch tiếp khách đó, cái thông tin đăng tải của bà Thủ tướng Merkel về việc là bà ta đã không có lịch để tiếp ông Nguyễn Xuân Phúc ở phủ Thủ tướng, các bạn cũng đã trực tiếp chứng kiến trong cái bài báo mà chúng tôi đưa thông tin và đưa đường link rất cụ thể, và bài báo đó hiện nay vẫn đang trực tiếp đăng, các bạn có thể tự tham khảo và tự xem xét cái bài báo đó. Tuy nhiên sau khi bài báo đó đưa ra thì chúng tôi đã gặp phải một số cái vấn đề rắc rối đối với sứ quán của Việt Nam tại Đức. Đó là việc sứ quán Việt Nam tại Đức đã gọi điện và gửi email và mong muốn rằng là có cái sửa chữa bài báo đó, hoặc là thậm chí bỏ bài báo đó đi, vì có lẽ là nó không có lợi cho một số cái tuyên truyền ở trong nước. Thế nhưng bởi vì đó là sự thật, là cái thông tin mà chúng tôi có được khi các bạn tham khảo trong những cái quyển lịch tiếp khách của bà Angela Merkel thì đều thấy rằng là không hề có cái lịch tiếp của ông Nguyễn Xuân Phúc, tức là tiếp vào tháng 7 năm 2017 lúc đó. Và những cái thông tin tiếp theo mà chúng tôi đã đăng tải cho các bạn biết về những cái hành trình tiếp theo của Nguyễn Xuân Phúc, cũng như là qua sau đó rồi thì lại xảy ra lập tức cái vụ bắt cóc ông Trịnh Xuân Thanh ngay sau khi ông Nguyễn Xuân Phúc đến Hamburg, tức là đến Đức, thì đấy là cái điều rất tệ hại đối với cả những cái người làm công tác chính trị cũng như là các cơ quan sứ quán ở đây, thì đã có 2 người của Đại sứ quán Việt Nam tại Đức đã bị trục xuất về nước. Và tất cả những cái thông tin này thì các bạn đều biết qua thời báo, và các bạn có thể biết qua một số cái trang độc lập của những nước văn minh như Đài Tiếng nói Hoa Kỳ, FA của Mỹ, hoặc là FI của Pháp, và BBC ở London. Nhưng mà những cái thông tin đó các bạn đã không thấy ở trong những cái trang truyền thông ở trong nước, mặc dù ở trong nước đã có một đội ngũ rất đông đảo những cái người làm tin và những cái báo chí truyền hình thường xuyên đăng tải, nhưng mà không hề có một dòng nào về những cái thông tin đó. Đấy là cái điều rất nghiêm trọng, mà khi các bạn là những cái người 90 triệu người dân đóng thuế để nuôi cái bộ máy tuyên truyền đó thì họ lại không phục vụ cho các bạn, mà họ lại chỉ phục vụ cho cái Đảng Cộng sản, tức là cái một số cái người nào đó ở trong Đảng Cộng sản để đưa cái thông tin, cái tuyên truyền và bịt mắt người dân và không cho người dân biết cái gì đã diễn ra, thực tế đã diễn ra trên thế giới. Và điều đó thì rất có tác hại đối với cả những cái cá nhân, những người dân Việt Nam, hàng chục triệu dân người dân Việt Nam sẽ
sẽ gặp khó khăn bởi vì họ không biết được cái sự thật, và những cái doanh nghiệp Việt Nam cũng lại gặp khó khăn bởi vì họ không biết được sự thật để họ có thể kinh doanh và có thể dự đoán cái tình hình sắp tới. Và các bạn cũng đã thấy đây, xin cho các bạn xem, đây là hình ảnh của ông Nguyễn Phú Trọng mà chúng ta vẫn thường thấy trên TV, và ông ta vừa qua cũng đã bị ốm, và tất nhiên là ông ta ốm khá nặng gần 2 tháng và cho đến lúc này thì vẫn chưa hồi phục được bởi vì ông ta bị đột quỵ. Và tất nhiên là đột quỵ lần 1 thì đang còn có thể chữa được, và nhưng mà đến đột quỵ lần 2 thì cũng rất dễ xảy ra, và điều đó thì sẽ tai hại cho đất nước khi mà một người nắm hai chức là Chủ tịch nước và Tổng Bí thư mà không thể làm việc được thì những cái tiếp khách quốc tế hoặc là những cái giao tiếp ngoại giao là sẽ khó khăn, và Việt Nam của chúng ta sẽ gặp cái những cái điều bất lợi bởi vì những cái lãnh đạo của mình là ốm yếu và không thể làm cái công việc mà người dân đã giao phó. Mặc dù cái việc giao phó này là chỉ là cái việc mà hình thức, nhưng mà điều đấy cũng còn không thực hiện được. Đây, và các bạn cũng đã thấy, ngoài những hình ảnh đó ra thì các bạn cũng thấy hình ảnh ông Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc của chúng ta. Đây, đây là hình ảnh ông ta cũng vừa đi dự hội nghị G20 ở Nhật Bản về, và trong cái buổi gặp đó thì hàng triệu người dân đã thấy những cái hình ảnh ông ta gặp ông Tổng thống Mỹ Donald Trump và có cái động tác giống như là xuê xoa một cái gì đó. Và tất nhiên được cái điều đó cũng khó có thể kéo lại cái việc cái quyết định của ông Donald Trump về cái việc đánh thuế trên 400%, hơn 450% thuế thép cán nguội và những cái sản phẩm thép đó của Việt Nam trong bắt đầu từ tháng 8 là bắt đầu đánh thuế. Và điều đó có thể dẫn đến cái việc mà những cái đánh thuế của ông của Mỹ sẽ tiếp tục tăng cường đến những mặt hàng khác nếu như Việt Nam không thỏa mãn và đáp ứng những yêu cầu của Mỹ, bởi vì là cái tự do thương mại đã bị phía Việt Nam theo như phía Mỹ nói đã bị lợi dụng và để dùng hàng của những nước khác đưa vào Việt Nam, dán mác Việt Nam để xuất khẩu sang Mỹ, thì đấy là cái vi phạm các hiệp định thương mại, vi phạm các tiêu chuẩn thương mại một cách trắng trợn. Và đây là cái bằng chứng chứng minh rằng là chính phủ Việt Nam không quản lý được đất nước, bởi vì thực ra trình độ của họ, những người lãnh đạo cũng rất thấp. Họ như ông Nguyễn Xuân Phúc chỉ trình độ lớp 10, rồi cũng học có thể là chỉ đại học, ông ta không biết là bằng giả hay bằng thật, học bổ túc hay là học hàm thụ, thì những cái đó gần như không có giá trị gì với cả những cái nền văn minh, với cái kinh tế thị trường ở châu Âu và những nước văn minh như thế này cả. Chính vì vậy mà chúng ta sẽ gặp rất nhiều khó khăn nếu những người lãnh đạo này tiếp tục còn ngồi trên chiếc ghế của mình, thì nên chăng họ hãy để cho thế hệ trẻ có học và có hiểu biết hơn ở những nước tư bản về để tiếp tục giúp Việt Nam phát triển thì sẽ tốt hơn. Sau khi tờ Thời báo đăng về việc vì sao bà Thủ tướng Angela Merkel không tiếp ông Nguyễn Xuân Phúc vào tháng 7 năm 2017 thì lập tức là trong nước đã đưa ra rất nhiều thông tin ngược lại để tô hồng lại cái cuộc chuyến đi của ông ta. Tuy nhiên sau đó rồi những cái vụ bắt cóc đã xảy ra tại Berlin do cái đội mật vụ mà có những rất nhiều người có lẽ đã đi trong cái đoàn của ông Nguyễn Xuân Phúc sang Đức và ở lại để làm những công việc tiền trạm. Bởi vì báo chí Đức cũng đã nói rất rõ về việc là tháng 7 năm 2017 tại sao đoàn Việt Nam lại xin giấy phép của Đức mang súng, mang vũ khí vào Đức. Đấy là điều bất thường mà những cái đoàn khác trước đây đi thì không hề có xin. Đấy, thì và quả thật là sau khi cái giấy phép đó được phía chính phủ Đức cấp thì những cái không biết là những cái người mật vụ đó và những cái vũ khí đó họ có tiếp tục mang về Việt Nam hay là họ để đây để làm cái việc mà bắt cóc ông Trịnh Xuân Thanh ở ngay cách cái phủ thủ tướng này không xa. Nếu các bạn đi bộ từ đây ra thẳng đường này khoảng 700 mét thì các bạn sẽ đến đúng cái công viên mà nơi bị bắt cóc. Thế có nghĩa là cái nơi bắt cóc đó thì cách phủ thủ tướng Đức chỉ khoảng 700 mét và cách phủ tổng thống Đức chỉ khoảng 400 mét mà thôi. Đấy là cái điều sỉ nhục đối với nước Đức, bởi vì nước Đức là một nhà nước pháp quyền và họ không bao giờ chấp nhận những cái hành động như vậy, đặc biệt là những cái việc mà khi Việt Nam đã được phía Đức coi là đối tác chiến lược thì những cái người mang hộ chiếu ngoại giao của Việt Nam sẽ có quyền được vào Đức mà không cần phải xin visa. Và chính những người này, những người mật vụ này của Việt Nam dưới quyền của ông Bộ trưởng Tô Lâm đã đột nhập vào Đức, dùng cái hộ chiếu ngoại giao đó đi lại để quan sát và để tìm cái chỗ ông Trịnh Xuân Thanh ở, để sau đó là xảy ra cái vụ bắt cóc ghê gớm cách đây chỉ có vài trăm mét đấy. Và sau đó rồi tất nhiên chính phủ Đức đã lập tức trục xuất hai cán bộ ngoại giao của Đại sứ quán Việt Nam ở Berlin
đó là ông Nguyễn Đức Thoa, đại tá tình tình báo của sứ quán Việt Nam ở Berlin, và một người nữa cũng làm cái công tác ở trong sứ quán. Đấy, thì đấy là cái thông tin mà báo chí ở Đức và châu Âu và khắp nơi đều đăng tải, nhưng Việt Nam thì không hề đăng. Có lẽ sau khi chúng tôi liên tục đăng những bài báo đưa sự thật, đưa những thông tin sự thật cho trong và ngoài nước biết, thì trong nước lập tức là có cái động thái là tấn công tờ thời báo, tức là họ đã dùng những cái thủ đoạn về kỹ thuật tấn công DOS, DOS để hòng phá sập thời báo một thời gian. Và tất nhiên những cái việc đó chúng tôi có báo cho cơ quan an ninh Đức để họ điều tra, để họ tìm những cái đối tượng ai đã phá cái tờ thời báo này, bởi vì chúng tôi là một cơ quan báo chí Đức và những cái người làm việc cho tờ thời báo là người là báo chí Đức, cho nên đấy là việc tấn công vào cái tự do ngôn luận, tấn công vào báo chí Đức, đấy là một tội ác, đấy là một cái việc mà phía Đức chắc chắn là luôn luôn phải đứng ra để bảo vệ cho cái nền pháp quyền của họ, pháp trị của họ, và không thể để cho những cái đối tượng ở nước ngoài tấn công vào nước Đức như vậy. Thì ngày hôm 3 tháng 7 vừa qua cũng có lẽ đã rất nóng lòng về cái việc mà tờ Thời báo đã đưa quá nhiều những thông tin từ việc bắt cóc ông Trịnh Xuân Thanh ở Đức, cho đến gần đây nhất các bạn chứng kiến vụ VinFast đã sử dụng những công nghệ cũ, nhập xe dây chuyền công nghệ cũ của GM của Mỹ về để sản xuất xe với tiêu chuẩn chỉ Euro 4, thậm chí còn chưa đến, mà không qua kiểm định gì cả. Và sau đó rồi thì gặp cái khó khăn cho những người mua, bởi vì khi họ đi với những xe không kiểm định thì đương nhiên là gặp tai nạn, và những cái tai nạn đó là có thể rất thảm khốc và nguy hiểm tính mạng. Thì lập tức trong nước cái ban tuyên giáo và người đứng đầu là ông Võ Văn Thưởng, và các bạn đã biết là ông Võ Văn Thưởng là cái người mà miền Nam ra đây, thì có lẽ là ban tuyên giáo và người đứng đầu của Võ Văn Thưởng đã chỉ đạo cho rất nhiều dư luận viên vào tấn công commenta, viết những cái từ rất là bất nhã ở những cái trang thời báo hoặc là Facebook thời báo hoặc YouTube của thời báo, để hòng rằng họ hy vọng rằng là chúng tôi sẽ không đăng tin nữa, bởi vì những cái sự lời lẽ thô tục của họ có tác dụng. Nhưng mà điều đó hoàn toàn không phải, bởi vì báo chí thì là nơi đăng tin và trực tiếp đưa cái thông tin từ nơi có cho đến tận trực tiếp bạn đọc, và chúng tôi thấy thế nào chúng tôi đăng như thế và chúng tôi dịch nguyên bản như thế. Cho nên là nhiều người ở trong nước đã không nhận ra được cái điều đó và lại tiếp tục tấn công hoặc là có những lời lẽ khiếm nhã khi comment tha vào những cái trang thời báo. Và đây là hình ảnh ông Võ Văn Thưởng, là trưởng ban tuyên giáo trung ương của Việt Nam, và ông này là chuyên chỉ đạo tất cả các loại báo chí trong nước và viết có định hướng và làm thế nào đó. Thì đấy là cái điều mà ông Võ Văn Thưởng là cái người chịu trách nhiệm để làm điều đó. Và quả thật dưới quyền ông Võ Văn Thưởng thì là hơn 800 cơ quan báo đài và những cái nơi khác để đăng tin, luôn đăng tin để hòng phá những cái tờ báo ở nước ngoài và viết bình luận hoặc là những cái điều mà thô tục. Thì đây một trong những cái cơ quan báo chí đó, đó là VTV4. Đây, các bạn nhìn xem VTV4. Đây là cái người đại diện, đây là người đứng trụ của bà và VTV4, và bà Tào Thanh Xuân, trưởng ban truyền hình đối ngoại Đài truyền hình Việt Nam. Trưởng ban truyền hình đối ngoại Đài truyền hình Việt Nam VTV4, đây là bà Tào Thanh Xuân. Đây, bà Tào Thanh Xuân. Bà Tào Thanh Xuân là đang phụ trách VTV4, tức là cái ban đối ngoại của Đài truyền hình Việt Nam, chuyên môn đăng những cái thông tin mà Đảng mong muốn được phát ra trên thế giới. Và không những họ đăng thông tin mà họ còn tận dụng và lôi kéo rất nhiều những cái người ở Việt Nam đang định cư ở nước ngoài vào để phục vụ cho họ đăng tin, tìm cho họ những cái tin mà họ thấy có lợi. Chứ còn những cái tin mà không có lợi thì họ lại không đăng. Đó là ví dụ như là cái vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh, thì những cái người mà cộng tác viên đó tôi thấy rất rõ là họ có ngồi trong tòa án, khi tòa án xử 17 phiên bên này thì họ có ngồi xử, ghi chép cẩn thận, quay chụp đàng hoàng, thế nhưng mà không hề thấy xuất hiện bất cứ một dòng tin nào của những cái vụ án lớn như vậy, rung động thế giới như vậy, trong những cái trang báo, trong những cái đài truyền hình, phát thanh truyền hình của Việt Nam, bởi vì là họ đã không mong muốn đăng những cái thứ đó. Tức là những cái người Việt Nam định cư ở Đức, rất nhiều người Việt Nam định cư ở Đức, mặc dù được sống ở thể chế tự do, dân chủ, và họ dùng những đồng euro họ gửi về Việt Nam, thì nhưng họ lại phục vụ cho cái Đảng Cộng sản ở trong nước, là nơi đang có cái độc tài và đang có độc quyền mọi cái và không có tự do báo chí. Thì đấy là cái điều mà những cái người cộng tác viên này nên suy nghĩ và xem xét.
vợ, con họ và nước Đức, thậm chí có những người ăn trợ cấp xã hội của Đức, nhà nước Đức cho tiền thuê nhà, nhà nước Đức cho mỗi tháng vài trăm euro để các vị tiêu không bị chết đói, và nhà nước Đức chăm sóc sức khỏe cho quý vị để quý vị có điều kiện là không có điều kiện là sống ở nước Đức, nhưng mà quý vị đã làm những cái điều mà đi ngược lại với cả hiến pháp của nước Đức, đó là ủng hộ cái thể chế độc tài và đưa những thông tin thiếu chính xác, tức là họ chỉ đưa những thông tin cái nào hay thì họ đưa thôi, hoặc là họ cắt bớt đi, họ chỉ lấy một tí thôi, thế còn lại là những cái sự thật mà những cái người dân cần thì họ không đưa. Thì đấy là cái điều mà những cái người cộng tác viên này lại cần phải suy nghĩ xem xét lại, vì sao họ lại làm những điều đó và có nên làm những điều đó hay không. Bởi vì bản thân những cái người lãnh rất nhiều lãnh đạo trong nước họ tham nhũng, họ cướp bóc đất đai của những người dân, bản thân những người đó, người nhà những người đó cũng đã bị từ Ninh Bình cho đến Nam Định, cho đến từ Bắc đến Nam, tất cả các nơi đến Hà Nội, tôi đã chứng kiến là những cái người dân oan, những người bị cướp đất ở những cái nơi đó, và tôi đã làm rất nhiều chương trình truyền hình trực tiếp đối với người dân đó, thì đó là những cái người đồng hương của họ thì đã bị cướp phá, bị chính quyền cùng với công an, cùng với cả những cái quan chức tham nhũng cướp phá. Thế nhưng ở bên này thì họ lại nước Đức trả tiền nhà cho họ, nước Đức nuôi họ, trả tiền y tế cho họ, chăm sóc con cái họ đi học, và họ được hưởng cái chế độ đãi ngộ tốt nhất, an toàn nhất, thì họ lại đi phục vụ cho một cái thể chế mà độc tài như vậy. Thì đấy là cái điều có lẽ là rất đáng xấu hổ với những người làm truyền thông, thì cần phải xem xét. Và đây là hình ảnh của bà Tào Thanh Xuân, người trưởng ban truyền hình đối ngoại Đài Truyền hình Việt Nam, cái nơi mà đã đăng cái bản tin, những cái bản tin mang tính chất là mụ mị, làm cho người dân người ta không biết sự thật, và rất nhiều Việt kiều đã bị mắc lừa ở những cái bản tin như vậy. Và bản thân bà Tào Thanh Xuân, bà này đã đăng những bản tin để hiện nay được lệnh để đăng những bản tin để hòng phá và để cho người dân và bạn đọc hiểu sai về tờ Thời Báo. Thì đấy là cái việc mà ban tuyên giáo do ông Võ Văn Thưởng đang làm và yêu cầu bên VTV4 là bà Tòng Thị Xuân, bà Tào Thanh Xuân làm. Tên của bà này, cái họ bà này thì cũng khá, thì họ của Tàu, họ Trung Quốc. Vâng, đây. Các bạn xem, đây là hình ảnh của bà Tào Thanh Xuân. Đấy. Trưởng ban truyền hình đối ngoại Đài Truyền hình Việt Nam đang cho đăng những cái bản tin, những clip và lôi kéo những kiều bào Việt Nam ở Đức và các nơi vào để phá những cái tờ báo của Đức và các nước dân chủ. Và các bạn cũng đã thấy trong cái bản tin, trong cái đường link tôi đưa ngay ở đây, thì có cái bản tin của VTV4 có nói rằng đây, có lấy hình ảnh của tờ Thời Báo là một tờ báo Đức, và họ gạch đi như thế này, họ ghi là và cái bài báo đó chúng tôi đã đăng là vì sao Thủ tướng Đức không tiếp ông Nguyễn Xuân Phúc. Cái bài báo đã rất lâu rồi, từ ngày 1 tháng 7 năm 2017, trước khi ông Nguyễn Xuân Phúc sang Đức dự G20. Thế bây giờ họ mới lôi ra, bởi vì họ không tìm được cái gì cả để nói tờ Thời Báo cả, thì bây giờ họ lôi cái chuyện này ra. Nhưng mà họ lôi ra thì đấy là cũng là cái bằng chứng chứng minh cho rằng là họ cũng đang rất bí về cái việc là những cái thông tin để làm sao đối đáp được tờ Thời Báo. Thế nhưng mà cái điều này lại càng có tác hại cho họ, bởi vì là cái sự đó là sự thật. Bà Thủ tướng Đức Angela Merkel không hề tiếp ông Nguyễn Xuân Phúc ở trong cái phủ thủ tướng này, bởi vì là cái lịch của bà ta trong cái thời gian đó là 2 ngày liền để tiếp ông Tập Cận Bình của Trung Quốc, và 1 ngày để tiếp ông Thủ tướng Singapore ở đây, nhưng mà không có lịch tiếp ông Nguyễn Xuân Phúc. Và cái cuộc gặp mà các bạn đây, cái bài báo cũng các bạn cũng đã có thể tham khảo ở trong cái đường link mà tôi có để ở trên, và đây là cái hình mà bài báo đó các bạn có thể xem trước ở đây, và vì sao Thủ tướng Đức không tiếp ông Nguyễn Xuân Phúc, và trong này vẫn để rất đầy đủ những thông tin, và đã có hơn 100.000 người xem từ trước đến nay, và nhiều tờ báo khác đã đưa tiếp. Đây là cái thông tin như vậy. Và phía Việt Nam thì luôn nói rằng đấy là vẫn có cuộc tiếp. Thế nhưng mà các bạn phải hiểu rằng là truyền thông trong nước, truyền thông nhà nước Việt Nam luôn luôn có những cái luận điệu, có những cái cách để họ làm giống như là lừa dối người xem và đánh lận. Đây thì các bạn xem cái hình ảnh mà tôi cắt ở cái hình VTV4 họ phát trong ngày 3 tháng 7 vừa qua. Đấy là họ nói rằng đấy là vẫn có cuộc tiếp như thế này. Đây là hình ảnh mà ông Nguyễn Xuân Phúc cười vui vẻ lắm, đang tiếp gặp bà Merkel trong một cuộc họp. Nhưng thưa các bạn rằng là cái hình ảnh này là cái hình ảnh mà bà Thủ tướng Đức Angela Merkel gặp đoàn Việt Nam khi đoàn Việt Nam tới khách sạn, tới một khách sạn nhé, tiếp vào khách sạn ở Hamburg thôi.
gọi là khách sạn Atlantic ở Hamburg, mà trong cái bài báo của tôi cũng đều đăng rất đầy đủ. Và cuộc tiếp này trong khách sạn thì không thể nói là một cuộc gặp song phương giữa hai nước được. Đấy, vậy trong khách sạn chứ không phải trong một nhà khách chính phủ, cũng không phải trong phủ thủ tướng. Đấy, thì trong cái chuyến đi của ông Phúc thì ông ta có được Tổng thống Đức mời tiếp ở bên phủ Tổng thống bên kia, thì đấy mới là chính thức. Chứ còn khi mà tiếp trong phòng, một cái phòng nhỏ, thuê một cái phòng nhỏ ở khách sạn, ở ngay cái nơi Hamburg người ta dự làm cái hội nghị G20 đó để họ tiếp ấy, thì là cái điều đó không phải. Đây các bạn thấy, đây cái hình ảnh đây. Đấy, bởi vì các bạn nhìn kỹ xem phía đằng sau ấy, đấy là cái cờ của G20, một cái cờ Đức, một cái cờ châu Âu và một cái cờ Việt Nam. Thì cái nguyên tắc của những cái người mà đến những cái đoàn mà đến dự G20 tại Hamburg ấy, thì rất rõ ràng là họ, bà Thủ tướng Đức Angela Merkel là cái người đại diện của chủ nhà, bao giờ cũng tiếp tất cả các đoàn, gặp mỗi đoàn một chút ít phút để thông báo về cái lịch làm việc. Bởi vì cái cuộc tiếp này là vào buổi tối ngày 6 tháng 7, tức là trước hôm hội nghị diễn ra, thì họ gặp rất nhanh thôi, ít phút thôi, ở trong một cái phòng họ thuê ở trong cái khách sạn này để gặp, để trao đổi về cái việc mà hội nghị G20 sẽ diễn ra thế nào. Rồi bà ta cũng hỏi là ông Nguyễn Xuân Phúc là ông chuẩn bị APEC 2017 tại Đà Nẵng đến đâu rồi, và để bà ta còn thông báo với cả những cái người đến dự. Có vậy thôi, chứ không phải cuộc gặp song phương. Bởi vì song phương ấy, nếu mà là song phương thì các bạn phải biết rằng song phương thì bao giờ cũng chỉ có, thứ nhất là phải tiếp ở phủ tướng như thế này, cái thứ hai là phải có cờ, chỉ có cờ Đức và cờ Việt Nam mà thôi. Nhưng mà ở đây các bạn thấy là cờ Đức, cờ Việt Nam, cờ châu Âu và cờ G20 rất rõ ràng. Thì đấy, đấy là cái đánh lận con đen của VTV4, của cái nơi mà ban tuyên giáo đã sử dụng, hiện nay lại tiếp tục sử dụng để đánh phá kiều bào, đánh phá những cái hãng truyền thông của Đức ở quốc tế. Thì đây là cái điều mà rất tệ hại của cái VTV4, nơi mà ban tuyên giáo đang quản lý. Và đặc biệt tệ hại hơn khi rất nhiều người Việt Nam ở bên, một số người Việt Nam ở bên này lại tiếp tay cho cái kênh VTV4 này đưa thông tin sai lệch để làm nhằm phá cái nền tự do, báo chí tự do của Đức. Và cụ thể bằng chứng này các bạn thấy rằng đây là cuộc gặp bên lề của hội nghị G20 mà thôi, và trong một phòng khách sạn, và có bất cứ đoàn nào đến thì cũng tiếp như vậy, không có gì là đáng tự hào một cách ghê gớm cả. Thì đương nhiên là đáng lẽ ra thì như những cái nước khác thì họ có thể đưa tin, nhưng họ có thể nói luôn rõ, rất rõ luôn là cái cuộc gặp này là để trao đổi những cái tiến trình sẽ diễn ra trong G20 ở Hamburg, rồi để hỏi những cái vấn đề về cái việc mà Việt Nam tổ chức và chuẩn bị APEC 2017 đến đâu rồi, chứ không cần gì phải nói loanh quanh, nói dối những cái người xem truyền hình trong nước và quốc tế về cái việc là đây là gặp song phương. Thì đây là việc đánh lận con đen, đây là sự lừa dối của đài VTV, kênh VTV4 đối với bạn đọc trong và ngoài nước. Và cái bằng chứng cụ thể là đây, và tôi lát nữa tôi sẽ đưa những hình ảnh này trở lại để các bạn tự tham khảo, tự xem. Và tất nhiên là các bạn cũng có thể xem trong cái clip của VTV4 mà tôi đưa đường link ở ngay góc này, cũng vẫn có những hình ảnh như vậy. Đây là cuộc gặp trong cái phòng nhỏ khách sạn, và không phải gặp song phương như truyền thông Việt Nam vẫn nói. Đây, và các bạn cũng đây một cái chứng minh nữa, các bạn có thể thấy cũng tại Hamburg vào cái thời gian đó thì nhiều cái nguyên thủ quốc gia ở nhiều nước cũng đã đến, và trong đó có cả Thủ tướng Nhật cũng đến. Thì đây các bạn thấy Thủ tướng Nhật cũng được tiếp như vậy. Đấy, ông ta cũng đứng đi vào gặp và trong cái khu vực đấy, và cũng có cái cờ của G20, cũng có cái cờ Đức và cờ của châu Âu. Thì đây là cái việc hết sức bình thường khi bà Thủ tướng Đức Angela Merkel tiếp những cái đoàn từ các nước ở các nơi đến để dự G20, thì đều có một cái cờ thêm của một cái quốc gia đó vào trong một cái phòng họp nhỏ để họ thông báo cho những cái người đến dự cái chương trình hội nghị mà thôi, chứ không phải là cái việc là đây là cuộc họp song phương. Đấy, các bạn thấy rất rõ cái cờ này và mọi cái thông tin này y hệt như là cái cờ và thông tin mà đoàn của Việt Nam do Nguyễn Xuân Phúc cũng được gặp bà Merkel và nói rằng đấy là gặp song phương, nhưng thực tế thì không phải. Đấy là cái sự lừa dối rất rõ ràng. Và liền sau đó trong cái clip ngày, trong cái video phát ngày 3 tháng 7 vừa qua, thì đài VTV4 như đã nói huy động một lực lượng hùng hậu, rất nhiều những cái cộng tác viên của những người Việt đã định cư ở Mỹ, như ông nhà Vũ Hoàng Lân, nhà báo Vũ Hoàng Lân này là ở Mỹ, là để tham gia vào cái bình luận. Trong đó có tờ Thời báo là gạch chéo cái tờ Thời báo và nói rằng là Thời báo đưa tin không đúng. Thì đây là những cái người mà rất là nhiệt tình đăng hoặc là đưa những cái tin cho VTV4 để họ đăng, và họ phải biết rằng nhưng mà những cái thông tin mà đăng VTV4 đều bị cắt xén, đều bị bớt đi và không còn đúng sự thật nữa, và nó chỉ mang tính chất là tuyên truyền cho Đảng Cộng sản, cho Hà Nội mà thôi.
Thì đây là những cái người mà hiện nay vẫn đang sống ở những thể chế tư bản tự do, và họ lại cộng tác với cả những cái đài công kênh của Đảng để ở trong nước để làm những cái việc mà hạn chế và truyền thông của tự do bên phương Tây. Và cụ thể đấy là tờ Thời báo ở Đức. Đây là hình ảnh mà các bạn cũng thấy trong cái video vào ngày 3 tháng 7 vừa qua, đài VTV4 đã đưa cả ông nhà Vũ Hoàng Lân là ở bên Mỹ, ở kênh Phố Bô Gia lên để quảng bá, quảng cáo cho cái lời nói của mình. Đây là các bạn thấy, đấy, ông Vũ Hoàng Lân. Và không những thế mà vẫn tại Đức thì họ không, ngay cả việc đưa rất nhiều người, cộng đồng người Việt Nam ở Đức cũng có đưa một số người cộng tác viên lên trên vào cái buổi phát hình đó để họ nói rằng là có tính nói khách quan. Thế nhưng mà các bạn phải biết rằng những cái người làm những kênh làm truyền thông như những cái người được đưa lên đây thì cái lượng người theo dõi rất ít, thậm chí có những người cái trang báo, cái trang online còn không có nữa, hoặc là bài cũng không đăng đấy. Và họ cũng thường xuyên là có những hợp tác và đi về Việt Nam, cho nên là những cái gì họ nói thì các bạn thì không đầy đủ. Và thì đấy là cái việc mà cái cách mà VTV4 đang làm để làm cho kiều bào trong và ngoài nước tưởng rằng là họ làm đúng. Nhưng mà đấy là những cái việc mà những cái người đang sống ở Đức và châu Âu và ở các nước khác là đã tiếp tay cho cái việc và đưa tin giả của VTV4 như thế này. Và đây là có cả những cái người họ mời cả những cái người bên nhà báo Hoàng Linh ở bên Hungary chẳng hạn. Đây là những cái người mà cũng được VTV4 mời lên. Thì các bạn phải biết rằng những cái người này là thì thường là sứ quán Việt Nam mà họp hành ở Đức hoặc là ở Hungary hoặc là ở những cái nước Séc thì đều được mời, họ sẽ mời những cái người này thôi, mà không dám mời những tờ Thời báo như chúng tôi. Bởi vì khi mà mời chúng tôi thì chúng tôi sẽ đặt câu hỏi thẳng và chúng tôi sẽ yêu cầu trả lời, và nếu mà không trả lời thì chúng tôi cũng sẽ nói không trả lời, và nếu mà trả lời sai thì chúng tôi cũng nói rằng là điều đấy sai trái. Chứ không phải như những cái người mà các bạn thấy đây, họ chỉ đến họ ghi và họ đưa những cái gì mà sứ quán muốn và nhà nước Việt Nam muốn, đấy là cái điều mà, nhưng mà họ không đưa những cái gì mà người dân muốn, tức là hàng triệu người dân Việt Nam muốn biết thì họ không đưa. Đấy, đây là những cái người mà đã được VT4 huy động lên một đội ngũ gọi là rất là hùng hậu để hy vọng rằng là có thể bóp chết hoặc là làm sao đấy đối với cả những cái thông tin truyền thông tự do và sự thật. Nhưng họ cũng không dám đưa những phóng viên báo chí của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, của FI của Pháp, hoặc là FA của Hoa Kỳ, hoặc là BBC, mà họ đưa những cái người này là những người mà thường xuyên cổ động và cổ vũ cho VTV4, thường xuyên có mặt trong những cuộc tiếp khách của sứ quán. Đấy. Và những cái người này thì thường là bất cứ những cái quan khách nào trong nước sang tiệc, những cái tiệc tùng từ lớn đến nhỏ, và ngay cả chỉ bữa ăn thôi, bữa ăn của quan chức ở đây, một số doanh nghiệp bỏ tiền ra mời thôi, thì là họ cũng có mặt, thường là có mặt để họ cũng chúc tụng, họ ca tụng, người họ chụp ảnh quay phim và họ nói rằng là kiều bào, đại diện của kiều bào. Nhưng thực ra thì không phải, ở đây chỉ một số người cá nhân thôi, hoặc một số doanh nghiệp gọi là có tiền để họ mời quan chức uống rượu với ăn nhậu để họ lấy cái hình ảnh đó họ quảng cáo cho những cái kinh doanh của họ, hoặc là cho những cái mục đích của họ mà thôi. Thì đây là những cái người mà thường xuyên các bạn thấy có mặt khi mà tới gặp sứ quán, nhưng mà họ không bao giờ đưa những thông tin về vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh, họ không bao giờ đưa những thông tin về cái sự gian dối của công ty của xe VinFast đã sản xuất ra cái dòng xe kém chất lượng để bán cho người Việt trong nước, và họ không bao giờ đưa những thông tin về buôn lậu người ở đây, và không những cái thông tin về buôn lậu bán thuốc lá ở chợ Đức, và nhiều những cái hoàn cảnh khó khăn mà cần phải quan tâm ở Đức họ không bao giờ đưa. Họ chỉ đưa những cái thông tin mà quan chức Việt Nam muốn thôi. Đấy là những cái người mà như vậy. Và cái minh chứng, cái trục cụ thể nhất, cái ví dụ cụ thể nhất mà các bạn đã nhìn thấy ngày hôm qua đó là đây là các bạn thấy, ngay cả tôi khi mà xảy ra những đám cháy rất lớn ở trong chợ Đồng Xuân ở Berlin thì gần như những người đó cũng không thấy có mặt, không thấy đưa tin, và họ có chỉ đưa ở hình thức rất ngắn và không nói gì. Còn đây tôi đã đến tận nơi, tôi cùng với đài truyền hình của Đức đăng tin và cùng phát biểu trong những cái kênh truyền hình đó để nói lên cái tiếng nói của những cái người dân ở đây, họ nghĩ sao. Và đấy là cái điều mà phóng viên báo chí có lẽ nên làm, chứ không phải là đến phục vụ cho một số cái người trong đại sứ quán Việt Nam ở một số nước và phục vụ cho cái Đảng Cộng sản ở trong nước, mà hãy phục vụ người dân, hãy phục vụ 90 triệu người dân, chứ không nên phục vụ một vài người. Và cái điều mà truyền thông trong nước và quốc tế cũng khác nhau ở chỗ là khi mà quốc tế đăng những hình ảnh như vậy, các bạn thấy ở hội nghị G20, ông Phúc,
Nguyễn Trung Phúc sang trước khi bắt cóc Trịnh Xuân Thanh thì có được mời xem ca nhạc ở cái nhà hát giao hưởng ở Hamburg. Thì đấy là nhà hát rất rất là hiện đại, mới, và ở đó thì rất là nhiều những cái quan chức, quan khách cấp cao ở đó, từ Tổng thống Trump cho đến bà Thủ tướng Angela Merkel, và rất là nhiều quan chức cấp cao ở đó, họ chăm chú họ lắng nghe nhạc giao hưởng. Thì ông Nguyễn Xuân Phúc lại dùng cái tờ giấy chương trình quạt phạch phạch, ông ta quạt quạt suốt cả buổi đấy, quạt cả tiếng đồng hồ trong cái buổi đó, mà rõ ràng ở trong nhà hát giao hưởng đó thì nó rất mới, thì họ có điều hòa, và mọi người khi nghe nhạc giao hưởng thì phải giữ im lặng, bởi vì cái tận hưởng nhạc giao hưởng thì nó rất là phải có văn hóa, có trình độ. Thế nhưng mà ông Nguyễn Xuân Phúc là thủ tướng của Việt Nam của chúng ta thì lại cầm cái giấy để quạt phành phạch, và quạt cả giờ đồng hồ luôn, thì làm rất ảnh hưởng đến những cái thủ tướng và những nguyên thủ quốc gia đang ngồi bên cạnh. Thậm chí những hình ảnh mà các bạn thấy khi video clip mà chúng tôi sẽ đưa lại ở đây, bản thân thời báo đã phát cái video đó, phát lại video đó, đó là phát của video của một cái đài truyền hình là Norddeutscher Rundfunk, tức là của phía Bắc nước Đức họ phát. Thì họ soi vào Nguyễn Xuân Phúc của Việt Nam và thấy ông Nguyễn Xuân Phúc quạt từ đầu đến cuối, mặc dù trong đó không hề nóng. Đấy là cái tác phong mà cái quan chức Việt Nam khi ra nước ngoài giao tiếp quốc tế phải học. Tức là trước khi anh phải học từ cách ăn, cách nói, học mọi cái. Đương nhiên là ông Nguyễn Xuân Phúc thì trình độ chỉ có lớp 10 thôi, và cái bằng đại học của ông ta thì sau này mới có, mà không biết là bằng thật hay bằng giả, hay là bằng tại chức, thì những cái đó thì chưa xác định được. Đấy, thế nhưng mà tiếng ngoại ngữ thì ông ta chỉ có bằng B tiếng Nga với tiếng Anh. Cái bằng B tiếng Nga tiếng Anh đấy là lý thuyết thôi. Nên thực tế thì có lẽ ông ta cũng chỉ nói được chào và rất câu đơn giản thế thôi. Chứ còn các bạn cũng đã chứng kiến ông Nguyễn Xuân Phúc của chúng ta đi các hội nghị quốc tế đều phải ngồi thẫn người ra và không thể nói chuyện được với các nguyên thủ quốc gia khác, bởi ông ta có biết ngoại ngữ đâu, không hề biết ngoại ngữ, không biết ngoại ngữ thì đi làm gì, thì ở nhà cho xong, bởi vì là đi như thế không có tác dụng gì cả, tốn tiền ngân sách, tốn những cái người đi phục vụ phục dịch, và bản thân những hội nghị đó họ tốn một cái chỗ để cho những cái người mà không có cái tác dụng, không có giá trị gì đi cả. Bởi vì là họ có biết tiếng đâu, có giao tiếp được đâu mà đến như người câm, lúc nào cũng phải dựa vào phiên dịch thì rất hạn chế, bởi vì không phải lúc nào chỗ nào cũng có thể có phiên dịch được. Bởi vì những cái cạnh đứng cạnh ngồi cạnh những cái nguyên thủ vậy là anh phải tự nói thôi chứ không thể khác được. Mà những cái thể chế dân chủ họ bầu cử thì họ đều có cái đó, coi rất quan trọng cái vấn đề trình độ văn hóa, trình độ giao tiếp của những quan chức này. Đấy, và cũng chính vì vậy mà có lẽ là gặp cái sự nguy hiểm, thấy sự nguy hiểm như vậy, cho nên là đài VTV4, tức là kênh VTV4 do bà Tào Thanh Xuân đã liên tục đưa ra những bài viết dạo gần đây, đăng tin để đánh phá tờ Thời báo. Và ngoài ra còn có báo Nhân dân, trong nước có tờ báo gọi Tờ báo Nhân dân, cũng lại viết những cái bài báo do một số cái người gọi là sống ở Đức nhưng mà lại vẫn yêu đảng, họ viết và nói này nọ. Thì tất nhiên là những người viết như vậy sau đấy cũng bị phía Đức, chính quyền Đức là họ cho thôi việc, đuổi việc. Đấy, bởi vì họ thấy nguy hiểm, thì có thể là đấy là có những người đấy, có thể đấy là những người mật vụ nằm vùng, chuyên làm ở cho Đức, ăn lương của Đức, ở Đức, nhưng mà lại có thể cung cấp những thông tin, những chỗ ở hoặc là những cái thông tin cá nhân của những người Việt Nam ở Đức cho phía mật vụ Việt Nam, thì đấy là cái điều rất tệ hại. Thì báo Nhân dân và VTV4 là gần đây là liên tục là đánh phá, đưa những bài định hướng dư luận và dùng những cái người mà ở bên Đức, ở Mỹ và một số nước khác để mong hy vọng rằng là những người đó có thể có cái phản biện lại, nhưng mà không thể được, bởi vì là bản thân những người đó họ cũng chỉ có tiếng là một làm báo chí, nhưng mà họ không có thẻ nhà báo, bởi vì thẻ báo chí bên này khi anh muốn có hàng năm họ cấp, phía Đức cấp, mà muốn cấp thì anh phải có hoạt động nghiệp vụ đàng hoàng, anh phải có đăng ký pháp nhân đàng hoàng, họ cũng không đăng ký, tức là một cái trang vớ vẩn ai cũng có thể lập ra được. Đấy, và cái điều tệ hại hơn nữa là họ còn không biết tiếng Đức nữa, tức là làm báo ở Đức mà lại không biết tiếng Đức, thế thì anh làm cái gì, anh tổng hợp cái gì, anh làm sao giao tiếp được với cả chính quyền, với cả công sở Đức, với cả những cái người ở Đức để anh có thể lấy tin để cung cấp cho bà con chính xác. Tức là anh chỉ đứng ngoài và nói theo thôi, chứ không thể nào tự có cái nhận định của mình được, bởi vì tiếng Đức họ có biết đâu mà viết, không biết viết tiếng Đức, không biết tiếng Anh. Đấy, và thậm chí là thẻ báo chí cũng không có nốt. Thế thì không nên đưa những người này ra, mà làm những người đấy, làm những cái người như vậy đưa ra thì sẽ tác hại ghê gớm đối với cộng đồng, đối với cả tình báo chí trong và ngoài nước, và đặc biệt là những cái thông tin sự thật thì sẽ không thể nào mà đến được với cả người xem, bạn đọc, khi mà đưa ra những cái người mà không biết tiếng Đức, và không có thẻ báo chí, và cũng không có hoạt động gì
đối với cả các hiệp hội báo chí Đức hoặc là những cái doanh nghiệp Đức cả, mà chỉ loanh quanh ở xung quanh những khu chợ, khu chợ mà tập trung người Việt Nam, rồi thì tiếp khách các quan chức ở Việt Nam sang để đưa tin, để ăn nhậu với nhau và đưa tin những ăn nhậu đó, rồi chụp một số cái ảnh làm vì để nói rằng là chúng tôi sang đây công tác. Nhưng thực ra sang Đức họ không công tác, mà họ tham quan rất nhiều nơi, họ đi ra những cái khu KDV và những cái nơi mà bán hàng cấp cao để mua những cái đồng hồ. Chúng tôi đã chứng kiến là họ quan chức cấp cao Việt Nam sang là mua cái đồng hồ hàng chục nghìn đô la, vài chục nghìn đô la họ bỏ tiền họ mua luôn. Đấy, đấy là tiền đó ở đâu, tiền đó tham nhũng chứ ở đâu. Thì đấy là những quan chức họ làm như vậy, mua những cái túi Louis Vuitton vài ngàn euro, rồi là những cái khăn, rồi những cái áo, họ mua như là mua mua rau. Thì đấy là tiền ở đâu, mà trong cái lương của họ thì chỉ có 5 triệu thôi, mà sang đây họ mua những cái đồng hồ hàng 20.000 đô la euro ở Đức. Thì các bạn phải biết rằng đấy là ai. Và quả thật là sau đó rồi những cái người đó về Việt Nam đã gặp rắc rối, một số cái vụ án đã được khơi ra, và họ đã dính vào những vấn đề tham nhũng, vấn đề lợi dụng chức vụ và quyền hạn. Thì đấy là cái điều mà chúng ta cần phải lưu tâm để tránh cái trường hợp như là một số cái công ty làm ăn gian dối ở trong nước, như là công ty VinFast đã vừa qua các bạn cũng đã biết được cái vụ là họ đã không có được đánh giá ở ASEAN NCAP hoặc là Euro NCAP như là các bài báo đã đăng. Chính vì vậy mà người dân Việt Nam chúng ta đã phải mua phải đồ giả, và khi thông tin cũng giả thì đồ giả các bạn cũng sẽ rất nhiều, và không nên để cho những cái thông tin giả đó lan truyền. Và các bạn cũng mạnh dạn đưa những comment tha, mạnh dạn đưa những cái thông tin sự thật lên trên Facebook và các mạng xã hội để nhiều người biết hơn nữa, và chia sẻ những thông tin sự thật càng nhiều càng tốt cho cái việc phát triển của Việt Nam. Và chúng ta hy vọng rằng là trong thời gian tới, khi Việt Nam hội nhập với quốc tế, thì chắc chắn rằng Việt Nam sẽ phải có những cái điều luật để thích nghi với điều đó. Và cụ thể là gần đây là Hiệp định Thương mại Tự do châu Á, Việt Nam và châu Âu đã được ký kết, và Việt Nam sẽ phải tham gia, và chúng ta sẽ có những cái người mà dám đứng ra để nói và làm theo đúng những điều mà người dân Việt Nam yêu cầu và mong muốn. Rất cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi tường thuật trực tiếp của chúng tôi Thời báo.de từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức. Và nơi tôi đang đứng là phủ thủ tướng Đức của bà Angela Merkel, nơi mà ông Nguyễn Xuân Phúc rất muốn đến được tiếp ở đây vào tháng 7 năm 2017. Nhưng tiếc rằng sau đó bà Merkel đã không tiếp, và ông ta chỉ được gặp bà Merkel trong một cái cuộc gặp ở một phòng nhỏ ở khách sạn ở Hamburg mà thôi. Nhưng mà Việt Nam thì vẫn nói rằng đấy là cuộc gặp song phương. Đấy là một cái điều mà lừa dối bạn đọc và lừa dối những người Việt Nam ở trong và ngoài nước. Điều đó chúng ta cần phải lên án và tiếp tục đưa tin, những cái tin sự thật nhất đến với nhau, và để chúng ta có điều kiện trên cơ sở sự thật mới có thể có cái quyết định và công việc của mình sao cho nó phù hợp và tốt nhất. Và cảm ơn các bạn, và xin hẹn gặp lại các bạn vào chương trình tường thuật lần tới, và chúng tôi sẽ tiếp tục đưa những thông tin mới nhất đến các bạn hàng ngày để các bạn được biết. Và các bạn hãy bấm nút theo dõi của Thời báo.de, của Facebook Lê Trung Khoa, của Facebook Thời báo.de, của YouTube Thời báo.de để luôn được cập nhật những thông tin mới nhất, trung thực nhất. Và các bạn hãy comment tha ở phía dưới video này để chúng tôi đọc, và chúng tôi sẽ biết được những cái thông tin mà các bạn có yêu cầu, mong muốn được biết, để chúng tôi sẽ điều tra và tiếp tục đưa đến các bạn trong một thời gian sớm nhất. Chào các bạn, cảm ơn các bạn. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức.